Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đa Văn Hóa. Thưa quý vị, bún mắm Hà Nội được giới thiệu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ bởi một đầu bếp trứ danh. Nhiều thích thú nhưng cũng lắm những cái giật mình bởi cái văn hóa ứng xử của người Việt. Không biết từ khi nào Hà Nội được biết đến với những cái tên như bún mắm, cháo chửi hay ốc lá mồm và thậm chí trở thành những thương hiệu. Dân bềm thực Hà Nội cả Tây lẫn ta khi tới mảnh đất này thì cố gắng tới đó một lần cho biết như một cách trải nghiệm mới đối với ẩm thực Hà Nội. Khi mà những thương hiệu ẩm thực của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến lại gắn liền với những mắng, những chửi, thực sự là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi muốn cùng với những vị khách mời thảo luận trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn những vị khách mời trong chương trình. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam. Vâng, và vị khách mời thứ hai chính là anh Nguyễn Quang Việt, một chuyên gia về ẩm thực Hà Nội. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Quang Việt cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu mà dù có ngon, nếu phục vụ không tốt mình cũng sẽ không nghe đâu. Mình đi ăn nữa là đứa ăn hay đi ăn quà ở đường, nhưng mà đến mà kiểu người phục vụ mà cứ mặt mà sưng sưng mình không thích. Có các bà lại đánh đá quá, kinh quá, ghê lắm. Ví dụ người ta đến, nhất là nước ngoài, người ta mua cái này có thể người ta trả giá, nhưng mà lúc bấy giờ thì vùng vằng, thậm chí còn đốt vía, rồi còn nhảy qua này lại, người ta trông cái hành động nó không được đẹp lắm, hay là cái thái độ. Tôi cảm thấy xấu hổ, vì nhưng mà nếu như điều tra nguồn gốc ra thì những người đấy là làm ăn cái kiểu trục giật, mà làm ăn cái kiểu đấy thì không thể nào bền vững được. Thưa vị khách mời, có lẽ cái câu chuyện bún mắm cháo chửi thì nó đã xuất hiện ở Hà Nội từ khá lâu rồi, chứ không phải ở cái thời điểm khi nó được giới thiệu trên một kênh truyền hình của Mỹ thì mọi thứ mới lại tiếp tục được rầm rộ lên đến như thế, đúng không? Vậy thì câu hỏi đầu tiên tôi rất muốn nghe ý kiến từ anh Nguyễn Quang Việt, là một người sinh ra ở Hà Nội và là một chuyên gia ẩm thực, thì anh đã từng thưởng thức cái gọi là đặc sản bún mắm cháo chửi ở Hà Nội hay chưa ạ? Thì tất nhiên là tôi cũng như bao nhiêu người Hà Nội khác thì tất nhiên là tôi đã từng ăn ở nhà hàng đấy. Nhưng mà tôi cũng từng xem qua cái clip mà được phát trên CNN, nhưng mà tôi nghĩ là đấy là góc nhìn của họ. Cũng như mình thì góc nhìn của tôi thấy là những cái hàng đấy họ cũng là người rất là ghê gớm. Nhưng bản thân khi mà tôi ăn ở hàng đấy thì tôi cũng không thấy có một cái sự khó chịu nào cả. Có thể là tôi vào tôi ăn một cách bình thường, tôi gọi một cách rất là rõ ràng, thì cũng không thấy chủ hàng người ta có phản ứng gì. Còn tất nhiên là cái góc nhìn của mỗi người đều khác nhau. Đây là tôi đang chia sẻ cái quan điểm của cá nhân tôi. Tôi nghĩ là như thế. Chúng ta cũng biết rằng là những cái món ăn ở Hà Nội thì nó nổi tiếng bởi cái sự gần gũi, cái sự dân dã ngay trong cái cách tiếp cận của những người bán hàng và những người mua hàng nữa. Thế nhưng rõ ràng khi mà những cái thương hiệu món ăn nó được gắn liền với cả mắng với chửi thì nghe có vẻ hơi lạ đời. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, ông có nghĩ như vậy không ạ? Ẩm thực rồi những hàng quán chỗ này chỗ khác khi đã thành danh thì thường nó không chỉ có biển hiệu mà nó có cả danh hiệu. Có những thứ người ta gọi là mệnh danh đi kèm và gắn với một cái đặc trưng nào đấy. Thì thay vì là đặc trưng của món ăn thì có thêm cả cái đặc trưng trong ứng xử của người bán hàng. Thế thì tôi cũng rất hiểu xung quanh cái câu chuyện rằng là giới truyền thông, rồi thậm chí là có thể xem như bè bạn, khách du lịch đã thống nhất với nhau để đặt tên cho những cái hàng quán này của chúng ta rằng là bún mắm cháo chửi. Thì tôi nghĩ nó cũng phần nào nó là có tính chất cách điệu, một cái gì đấy ước lệ, chứ không hoàn toàn rằng là người ta tiếp nhận khách và trong cái tiếng chỉ rủa đâu. Và chỗ này thì tôi thấy rất chia sẻ ý kiến của anh Nguyễn Quang Việt, tức là đôi khi nó là xuồng xã, có một cái gì đấy như là cái sự cậy thế, ỷ vào cái chuyện chất lượng hàng quán của mình, rồi thấy rằng là khách cứ đến kìn kìn của mình, có khi đến lúc nào đấy người ta ngộ ra rằng là bản thân cái tiếng mắng, cái sự cà khịa nào đó cũng đưa ra một cái không khí, đưa ra một cái sự kích thích cho người ta đến, người ta ăn chăng. Tất nhiên cái điều này thì tôi không cho rằng là đấy là một cái cách phát biểu hết sức nghiêm túc, nhưng đấy chỉ là một giả thuyết thôi. Nhưng mà ở đây thì tôi vẫn nghiêng về cái khía cạnh nhiều hơn, tức là ở đây nó cái gì đấy nó là một cái không gian xuồng xã, không gian xã hội nhỏ, và nó đã thân quen
đi kèm với một cái, có thể xem như cái ứng xử của cái văn hóa tiểu nông thuở nào nó vẫn còn dư dứt lại. Thực ra giữa phố phường thủ đô văn minh đang tiến lên hiện đại như này mà chúng ta đặt cái câu chuyện là văn hóa gắn liền với cái ứng xử của sản xuất tiểu nông lúa nước thì có phải xa không? Tôi nghĩ là không xa, bởi cái đó có thể xem như cái tàn dư nó còn lại của một cái hệ thống ứng xử xuồng xã thân mật gần gặn và theo kiểu là không cần lẫn nhau nhưng hóa ra vẫn cần. Nhưng thực tế thì khi những cái câu chuyện như bún mắng cháo chửi được đưa ra thì đã có rất nhiều những cái so sánh, những cái nhận định về cái phong cách phục vụ của ở Hà Nội lẫn một số những cái nơi khác trên cả nước ta thôi chẳng hạn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì có nhiều người cho rằng là dường như không phải ở tất cả các quán thì đều có những cái thái độ mắng chửi như thế, nhưng cái cách phục vụ nó như là một cái phong cách ở phía Bắc này. Anh Việt, anh có nghĩ như vậy không? Tôi thì tôi không đồng ý quan điểm là như vậy, bởi vì bản thân tôi cũng có rất là nhiều sự trải nghiệm trong thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra tôi nghĩ là do là không hẳn là đấy là người ta cố tình như thế, và do là gần như tôi nói là cái văn hóa của cái người bán hàng nó rất là quan trọng. Ví dụ tôi nói như kiểu bún chị Thảo, có thể là do cuộc sống nó nhiều cái áp lực, rồi bản thân chị cũng là một người rất là ghê gớm và chị cũng hay mắng quát những người giúp việc, đúng không ạ? Vì ngày xưa có thể là họ bán rất là ít, họ chỉ bán ngày vài cân bún, chứ bây giờ xã hội phát triển thì nhiều người cần cái nhu cầu ăn ngon mặc đẹp hơn thì họ đổ dồn lên đấy họ ăn. Thì tất nhiên là khi mà phải chuẩn bị nhiều thứ rồi là bản thân cái người bán hàng người ta cũng cáu. Người ta cáu đầu tiên người ta cứ chửi người giúp việc, thì sau dần thì lại chửi cả khách. Có nghĩa là bản thân những người mà giúp việc cho những quán đấy thì họ cũng lại theo một cái thói quen là chủ này rất là ghê gớm, thì họ cũng học được những cái đấy, họ cũng lại quát nạt khách. Nên cái quan trọng tôi nghĩ là đấy là góc cái quan điểm. Ví dụ như tôi, nếu mà như thế tôi sẽ không đến ăn. Tất nhiên là kể cả có ngon tôi không đến ăn, tôi không bàn luận, đúng không? Còn tất nhiên là góc nhìn của mỗi người khác nhau, thì mọi người bảo tôi thích ở đây vì nó ngon nó rẻ, kệ bà chủ quán. Đấy là quan điểm của cá nhân. Tất nhiên là chúng ta không thể đánh đồng là như thế là không phải, và chúng ta lại vo lại và chúng ta áp đặt là ở Hà Nội là như thế, thì tôi nghĩ là không đúng. Bởi vì cái số đấy ở Hà Nội thì chiếm rất là ít, rất ít. Ví dụ như là bún chửi của chị Thảo hay là cháo chửi bà Mỹ, tức là nó rất là ít. Còn bản thân đa phần những quán ăn Hà Nội thì họ vẫn phục vụ rất là, tôi thấy là nhẹ nhàng, cũng không có nhiều điều tiếng gì cả. Xét đến cùng, những bún mắng cháo chửi chỉ là một trong những biểu hiện thiếu tích cực trong vấn đề giao tiếp ứng xử của các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với cái nghề mà nhiều chủ hàng gọi là làm dâu trăm họ ấy, những va chạm là khó tránh khỏi. Luôn có rất nhiều nguyên nhân của những hành vi chưa đẹp ấy, nhưng khi mà bún mắng, cháo chửi lại đang được tung hô như một đặc trưng văn hóa, nó sẽ không còn là câu chuyện của một hay vài hàng quán cá biệt. Đó là lối ứng xử, là ý thức của cả người mua, người bán. Nó là câu chuyện liên quan đến nhận thức của mỗi người trong xã hội văn minh. Nhà tôi cứ làm là ăn như ở nhà, làm cứ làm nào cho hàng nó tươi mà sạch sẽ, ngon lành, phải lịch sự, là sau người ta còn đến để cho nó vui. Khách đến là mình phải tiếp đãi lịch sự, kể cả khách là khó tính vẫn người ta vẫn quý. Chúng tôi cũng xác định như nhân viên là ở đây không có như nào nói như thế mà không lấy thừa của khách. Thái độ phục vụ khách thì rất là hòa nhã. Ai có những người là 4 người đến ăn chung một đĩa bún chả chỉ có 30.000 thôi, chúng tôi vẫn phục vụ bình thường. Chứ không phải là vì là ăn ít tiền mà chúng tôi không phục vụ. Một là mình hòa nhã với khách hàng, hai là mình rất là tôn trọng người ta. Đúng sai thì vẫn thuộc về khách hàng là người quyết định. Những cái việc này thực ra nó cần phải rất nhiều năm để có thể làm được. Và nó bắt đầu từ mỗi người chứ nó không bắt đầu từ xã hội. Cũng không có bộ quy định nào trên toàn thế giới là cấm văng tục chửi bậy cả, nó không có. Chỉ là con người ta cứ cảm thấy xấu hổ khi mà làm những điều như thế. Vậy thì mỗi một cái người, tôi nghĩ là bắt đầu mọi chuyện này bắt đầu từ giáo dục.
những cái quán bún mắng, những cái quán cháo chửi như vậy thì khi mà được truyền thông đưa lên chẳng hạn, và đặc biệt là nhất là cùng quán bún chửi kia được đưa lên kênh CNN của Mỹ thì ngay ngày hôm sau thôi đã rất là đông người rồi và có rất nhiều chia sẻ về điều đó. Trong khi chúng ta biết rằng ở ngay cái giữa trung tâm thủ đô, ngay giữa trung tâm của một đô thị lớn như thế này, không thiếu những quán ăn ngon để người ta có thể thưởng thức. Vậy thì nếu nhìn ở dưới góc độ xã hội học, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, cái sự lựa chọn để đến một nơi có những cái sự phục vụ như thế, theo ông là gì ạ? Tôi thì tôi thấy bản thân cái sự kiện sau khi cái quán bún mắng đó mà lên kênh truyền hình CNN của Mỹ ấy, thì nó giống như một cú hích truyền thông, giống như một sự quảng cáo rất là mạnh mẽ. Ở đây so sánh có thể nó không được chuẩn xác, nhưng tôi dám chắc rằng là cái mức độ quan tâm đến không những không kém mà ngang ngửa, thậm chí còn hơn cái quán bún chả nọ mà ông Tổng thống Obama đã dừng bước. Mặc dù rằng là cái việc ông Tổng thống Obama vào quán đó là có sự chuẩn bị rõ ràng. Còn cái quán bún mắng này thì người ta không chuẩn bị. Nhưng mà bởi vì những điều tiếng, bởi vì những cái gì đó nó giống như thuộc tính, giống như đã được định danh, mà đưa lại cái câu chuyện là họ được quảng cáo một cách tự nhiên như nhiên. Và tôi dám chắc là những người vì bởi cái sự hối thúc về quảng cáo đó, người ta đến vì sự tò mò, đến với tính cách là tôi cũng không phải là người xa lạ gì với cái tụ điểm đấy, với cái hàng quán đấy. Và dám chắc rằng nếu như món ăn đó không ngon và những cái thuộc tính, những cái phẩm chất của cái hàng quán đó không đủ sức hối thúc, không đủ sức vẫy gọi, thì người ta lại lục tục kéo đi thôi. Cho nên vấn đề ở đây, khâu quảng cáo thì nó có ý nghĩa nhất định. Ở đây nhân tiện tôi cũng nói thêm, tức ví dụ như cái quán phở Mai Anh, quán phở gà Mai Anh rất gần cái quán bún chả kia đấy, thì bởi vì cái khâu tiếp thị ở du lịch làm rất tốt, cho nên nói chung là khách nước ngoài người ta rất hay tìm đến, mặc dù chúng ta là những người thưởng thức đấy rất nhiều thì thấy nó cũng vậy thôi, không hẳn là cái gì ngon một cách đột xuất, độc đáo hay là khác hẳn một cái thứ bậc nào đó, nhưng mà rồi người ta sử dụng và nó dần dần nó được giống như một thói quen. Thế thì cái thói quen trong sử dụng dịch vụ đây, ở đây là những cái thứ hàng hóa, những cái thứ sản phẩm ăn uống, hàng quán mà có tính chất dân dã, dân gian như vậy mà người ta lại chấp nhận được. Ở đây tôi vẫn thấy rằng là khách ăn của chúng ta cũng chấp nhận sống chung với cái tình trạng đó. Chính vì người ta chấp nhận sống chung như vậy thì mới đủ sức thuyết phục rằng khách người ta vẫn đến. Mặc dù có những cái va chạm, nếu có thể gọi như vậy, trong lời ăn tiếng nói, trong ứng xử, va chạm một ngôn ngữ thôi, và người ta thấy chuyện đấy miễn nhiễm. Ở đây phải nói là có một cái gì đấy miễn nhiễm. Nhưng mà dẫu nói thế nào đi chăng nữa thì với những khách hàng, với những cư dân có tính chất hiện đại hơn, gọi là có xu hướng tây hóa hơn đấy, thì người ta không thích thú một cái không gian như vậy, không thích thú một cái thứ hàng quán như vậy, cho dù là chất lượng cũng được thì người ta sẵn sàng đi chỗ khác. Đấy. Thì đấy là cách, đấy là hệ thống ứng xử của những cái nhóm, của những nhóm xã hội khác nhau dành cho những cái thứ hàng quán này. Vâng. Còn đối với anh Nguyễn Quang Việt thì anh là một chuyên gia về ẩm thực, anh cũng là một người làm về food stylist, người làm đẹp và thổi hồn đến những món ăn. Chắc chắn anh hiểu hơn ai hết rằng trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay, ăn uống cũng cần tinh tế, cũng cần sự văn hóa và nó là thưởng thức. Vậy thì ở đây những cái câu chuyện, mặc dù như chúng ta vẫn đang khẳng định rằng là bún mắng hay cháo chửi nó chỉ là số ít thôi, thế nhưng liệu rằng cho dù nó có ngon đến mấy thì cái cách hành xử ấy nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến một cái chung lớn hơn, cái gọi là tinh hoa ẩm thực của Hà Nội ạ? Tất nhiên là theo quan điểm cá nhân tôi thì kinh kỳ là đất kẻ chợ, và bản thân những cái thứ mà ngon ấy, thì thường thường nó lại gắn liền với chữ quà. Tất nhiên là nó không hẳn là quà chỉ để ăn chơi lỡ bữa như ngày xưa, mà bây giờ quà là để ăn no. Thì bản thân những cái bún hay cháo hay những cái món đấy thì nó cũng là một cái đặc sản đặc trưng của Hà Nội. Người ta bán xuồng xã vỉa hè, tất nhiên là nó sẽ không có một cái quy chuẩn như ở trong nhà hàng hay khách sạn, có nghĩa là nó phải có một cái quy chuẩn từ giá bán, từ cung cách phục vụ là như vậy. Thì tất nhiên là cái những cái hàng quán vỉa hè đấy thì họ cứ như giáo sư đã nói thì là họ tự cho họ cái quyền là bún của tôi rất là ngon,
sau khi họ có những lời lẽ không được hay lắm với khách hàng, nếu như tất cả khách hàng đều tẩy chay thì tôi nghĩ chắc chắn là người bán hàng đấy, người ta sẽ phải suy nghĩ lại cái hành động của mình, bởi vì bản thân chẳng ai muốn là mình lại thành con người như vậy. Có thể đây là do cái gì đó mà chúng tôi không thể giải thích được hết. Đấy, do họ là có thể là cái cuộc sống của họ có nhiều thứ nó bị đè nén quá, hoặc là cái tính họ như vậy. Đấy, thế nên là những cái hàng quán khi mà chửi thì có thể là người ta thấy đông khách quá, mà khách cứ ùn ùn kéo đến, tự nhiên người ta có một sự ngộ nhận, có nghĩa là cái nhóm sản phẩm của tôi rất là chất lượng, rất là ngon, kể cả có mắng thế khách vẫn phải đến. Mà đúng thật, tôi nghĩ như thế. Nếu như mà khách hàng ai thế, nếu mà mắng thì tôi không ăn nữa, tôi cảm thấy không thoải mái, thì tất nhiên là họ sẽ không đến. Còn với những nhà hàng thì họ được đầu tư bài bản hơn, đầu tư nhiều hơn về kể cả về mặt vệ sinh, an toàn về mặt con người, tất nhiên là họ phải phục vụ theo một cái chuẩn khác. Còn quán vỉa hè có nghĩa là nó đấy, theo như tất cả mọi người biết là chẳng thuế má chẳng gì cả, cứ thích là bày ra vỉa hè vài ba cái ghế nhựa, một cái bàn thì chúng ta có thể ngồi xì xụp ăn. Đấy là cái nét đặc trưng của đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ. Thì tất nhiên là nó từ ngày sửa ngày xưa, kể cả cái thời như cụ Vũ Bằng hay Thành Lam vẫn còn, thì trong sách cũng đã ghi có rất nhiều bán hàng người ta gọi là cá tính. Vì bản thân cái kênh CNN đưa lên thì người ta không nói là đây bún chửi, và người ta nói là đây cái cách hàng, cái cách bán hàng rất thẳng thắn của bà chủ. Thì trong đó tất nhiên có những khách mà người ta không có mọc, mà tự nhiên lại bảo là cho tôi bát bún mọc. Thì tất nhiên là cái phản ứng của những người bán hàng, người ta sẽ là như thế. Cũng như các nước khác thôi, nếu mà mình vào mình gọi món ăn mà họ không có thì họ sẽ bực. Tất nhiên là họ sẽ phản ứng. Tôi nghĩ là như thế. Ẩm thực là một phần văn hóa của một quốc gia. Và chính những món ăn đường phố vừa hấp dẫn, vừa rẻ lại thể hiện một cách đầy đủ và rõ nét nhất tinh hoa văn hóa ấy. Và Hà Nội của Việt Nam với những món ăn đường phố phong phú, đa dạng, từng được nhiều tạp chí nước ngoài ca ngợi là một trong những thiên đường ẩm thực của thế giới. Và ở đó, chính văn hóa giao tiếp, phong cách phục vụ của những người bán hàng cũng trở thành một đặc trưng của ẩm thực, của văn hóa. Còn gì tuyệt hơn khi mỗi người dân Hà Nội hay mỗi thực khách phương xa khi đến với mảnh đất này vừa được thưởng thức những món ăn ngon, lại có thể nhận được sự đón tiếp nồng hậu chân tình từ chính những người bán hàng. Có những quán người ta không đẹp, có những phong ở hương đẹp, nhưng mà chúng tôi đây là người gốc ở Hà Nội, cho nên là chúng tôi dù sao nữa thì mình cũng là người Tràng An, cho nên là mình cũng phải hết sức lịch sự. Ở đây không phải là mình không nghĩ là mình là cái người phục vụ, mà mình đây là mình là người chủ của đất nước, cho nên là mình quảng bá cái phong thái của người Hà Nội. Bản thân cái việc chấp nhận đi nghe chửi và ăn bún ấy, nó cũng là, nó chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi. Nếu như mà tất cả dịch vụ ở nhiều nơi mà nó đồng loạt tốt lên thì chẳng có lý gì người ta lại chọn một cái quán mà cùng giá cả mà lại một bên lại bị chửi, một bên là không bị chửi. Theo quý vị, ở cái cách ứng xử đối với những cái quán bún mắng cháo chửi như thế này, chúng ta nên có cách ứng xử như thế nào để cùng lan tỏa cái cách đó cho cộng đồng, hay để nó có một cái sự sàng lọc một cách tự nhiên cùng với cái sự phát triển của xã hội ạ? Thực ra cái xu hướng đó thì nó lại liên quan đến cái thói quen của người Việt Nam rất là nhiều, có nghĩa là mọi người ngại va chạm. Tất nhiên là khi mà một thực khách vào mà bị ăn mắng thì đồng cái khách hàng đang sử dụng dịch vụ đấy họ cũng kệ, họ cũng lặng im. Họ cũng không chia sẻ là chị ơi chị không nên nói thế, hoặc là chị phải cố gắng kiềm chế, hay là chị nói thế là không đúng chẳng hạn. Thì tất nhiên là người Việt người ta chọn cách là không phải việc của tôi, tôi cũng kệ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mặt tiêu cực thì nó ít thôi, nhưng mặt tích cực là có đấy. Bởi vì riêng cái quán bún chửi của chị Thảo, sau khi bị ném đá rất nhiều trên mạng xã hội thì bản thân chị cũng đã thay đổi đấy. Sau khi tôi nhớ không nhầm là có một cái bài báo phỏng vấn mà chị cũng nói là chị sẽ cố gắng thay đổi và chị sẽ không nói những cái kiểu đấy với khách nữa. Thì tất nhiên là cái hội chứng của mạng xã hội thì mọi người biết nó là một cái gì kinh khủng vào thời đại này bây giờ. Có nghĩa khi một vấn đề rất nhỏ nhưng là nếu mà được đưa lên mạng xã hội thì nó sẽ được phân tích, được nói rất nhiều thứ, và được có thể những cái lời lẽ nói nó không đẹp lắm. Nhưng mà tất nhiên là nếu như mình muốn giúp họ thì bản thân mình cũng phải có những cái comment hoặc là những cái ý kiến nó mang tính chất xây dựng, chứ không phải lại là theo xu hướng đám đông là mình sẽ thấy ở trên một loạt các ném đá thì mình cũng nhảy vào để mình
góp vui thêm một cái câu chuyện, mặc dù là tôi biết là nhiều người cũng không biết về chị đấy, hoặc là thậm chí họ chưa bao giờ đến đấy. Thế còn là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình ạ? Tôi thì tôi thấy là một cái không gian ẩm thực thân mật, ấm cúng, giản dị, dân dã, nó vẫn sẽ còn cái đất tồn tại ở cái xứ kinh kỳ chúng ta, bởi nó gắn liền với những cái gọi là cái khí chất văn hóa của người Việt Nam chúng ta, cũng vốn dĩ là ưa sự đơn giản thay vì là sự cầu kỳ phức tạp. Và nói điều này tôi không sợ mâu thuẫn với cái phẩm chất về chuyện tinh tế trong việc lựa chọn cũng như là chế tạo các cái món ăn của người Hà Nội đâu. Và nói như vậy thì chúng tôi cho rằng là chắc chắn với cái áp lực của dư luận xã hội, với cái sự phê phán nếu có thể gọi được như vậy, thì những hàng quán ấy người ta sẽ điều chỉnh. Bởi vì sau hết thì vẫn là đấy là nhu cầu tự thân của chính họ buộc lòng phải điều chỉnh trong cái đòi hỏi của thực khách, trong cái soi chiếu của khách hàng. Rõ ràng là những người mà chấp nhận cái sự cái gọi là miễn nhiễm hay chấp nhận cái không gian ồn nĩ xuồng xã mà có thể là mất lịch sự như vậy, nó chỉ nằm trong số những người quen thuộc và cam chịu, nếu có thể nói được như vậy. Chứ còn với những thân dân mới của quán ăn, với những người chưa một lần đến, thì người ta sẽ có những cái phản ứng mà như cái cộng đồng mạng lên tiếng, hay cũng như những cái thực khách mà có xu hướng hiện đại văn minh hóa hơn trong cái việc tiếp nhận những cái dịch vụ ăn uống kiểu đấy. Và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là một cái bức tranh ẩm thực, một cái không gian ẩm thực mà nó vẫn giản dị, vẫn dân dã, vẫn ấm cúng, nó sẽ được tồn tại bên cạnh những cái xu hướng đổi mới và điều chỉnh cần thiết trong cái thái độ, trong cái quan hệ ứng xử giữa người bán hàng với lại thực khách. Chúng tôi cũng muốn nhìn cái sự kiện này ở một cái khía cạnh tích cực nhất, bởi vì ngay khi những cái câu chuyện về bún mắng cháo chửi được đưa lên thì đã có rất nhiều những bàn luận về việc là cái văn hóa ứng xử không chỉ của người Hà Nội, và ở đây còn cả là cái văn hóa trong cái việc giao tiếp buôn bán hàng hóa dịch vụ nữa, thì chắc chắn sẽ họ cũng sẽ thu lại được những cái phản hồi có thể giúp cho chính cái cách phục vụ, chính cái ứng xử của mình nó được tốt hơn, phù hợp hơn trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và đó cũng chính là một cái hướng để cho chúng ta tạo ra một cái nền ẩm thực phong phú hơn, cùng với đó xây dựng một cái văn hóa ứng xử tốt đẹp hơn giữa mọi người trong cộng đồng. Ở những cái quan hệ rất là đơn giản như là cái quan hệ ăn uống hàng ngày, ai cũng có nhu cầu. Và tất cả thực khách hay du khách khi đến với một mảnh đất nào đó thì đều có nhu cầu để thưởng thức. Ẩm thực chính là văn hóa cũng chính là ẩm thực. Ở trong đó nó thể hiện cả nét đất, nét người. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Phong Việt cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ vô cùng thú vị vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.